Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng tư Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 83 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Dự hội nghị, phía đầu cầu Đà Nẵng có phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng Trần Phước Sơn và đại diện các sở ngành địa phương. Trong 5 năm 2017-2021, Toàn quốc đã xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, thiệt hại cho cháy gây ra làm chết 433 người, bị thương 790 người, thiệt hại tài sản hơn 7.000 tỷ đồng và gần 8.000 hecta rừng. Bên cạnh đó, đã xảy ra 149 vụ nổ, làm chết 64 người, bị thương 190 người, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, đã xảy ra 946 vụ cháy, nổ, làm chết 5 người, bị thương 7 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 56,4 tỷ đồng và khoảng 53,35 hecta rừng. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 83 năm 2017 của Chính phủ, cơ cấp các ngành tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống vi phạm pháp luật, tổ chức tuyên truyền, phát động nhiều phong trào toàn chân tham gia phòng cháy chữa cháy. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy được chú trọng, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị sơ kết cùng với nhiều bộ ngành trung ương và địa phương nêu ra những thuận lợi và khó khăn vướng mắt. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn kiến nghị với chính phủ, Quốc hội nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ra soát sửa đổi bổ sung thay thế một số quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội cải tiến trang thiết bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo phục vụ chiến đấu trong tình hình hiện nay nghiên cứu trao đổi công nghệ sản xuất phương tiện thiết bị mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế tranh thủ các nguồn tài trợ nhằm thu hút được đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đáp ứng yêu cầu hiện nay khẩn trương hướng dẫn các quy định, lồng ghép kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào chương trình giảng dạy hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học, từng bước hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy từ kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước, mạng lưới thông tin phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những dịch vụ thường xuyên quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định trong thời gian tới tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn sẽ diễn biến phức tạp khó lường nhất là tại các khu chung cư, khu dân cư, nhà dân vừa để ở vừa kết hợp sản xuất kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu công nghiệp, cơ sở tập trung đông người, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng sẽ cao hơn, sẽ thay đổi địa chất tại một số vùng miền dẫn đến nguy cơ động đất, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị cho các hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.